Sáng nay ngày 26 tháng 11, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết đề án điều động lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn. Qua một năm thực hiện đề án điều động lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, công an tỉnh đã bố trí được 637 đồng chí về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 126 trên 126 xã thị trấn. Có 5 trên 9 công an thị trấn đã bố trí 6 đồng chí công an chính quy, hoàn thành việc bố trí lực lượng công an chính quy ở công an cấp xã, dược tiến độ đề ra trước 15 tháng so với quy định. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương cũng cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng. Tại hội nghị, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng bằng khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án. Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 101 cá nhân. Như đã thông tin, dự kiến ngày 12 tháng 12, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tiếp nhận khoảng 170 lao động Đồng Tháp làm việc tại Nhật Bản đã hết hạn hợp đồng và có nhu cầu về nước. Chuẩn bị cho kế hoạch tiếp nhận, sáng nay, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh có buổi làm việc với một số sở ngành địa phương liên quan. Ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, việc tiếp nhận này mang ý nghĩa nhân dân, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động của tỉnh được trở về nước, được chăm sóc sức khỏe cũng như giảm bớt một phần chi phí khi cách ly theo quy định. Dự kiến người lao động sẽ được đưa từ sân bay Osaka, Kansai, Nhật Bản về sân bay quốc tế Cần Thơ và được cách ly tại điểm cách ly y tế tập trung khu ký túc xá sinh viên của tỉnh, phường 6, thành phố Cao Lãnh. Khu vực cách ly này cũng đã được chuẩn bị từ trước và đủ các điều kiện tổ chức cách ly an toàn. Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồng Ngự phối hợp với Thành đoàn, Ban an toàn giao thông thành phố và trung tâm Hit Honda tổ chức hội thi Thanh niên giới an toàn giao thông trong đoàn viên, công nhân viên lao động năm 2020. Hội thi có sự tham gia của gần 200 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn thành phố. Tại hội thi, các đoàn viên, công nhân viên lao động trải qua hai phần thi, gồm rung chuông vàng và lái xe an toàn. Hội thi nhằm giúp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn thành phố hiểu rõ hơn về luật giao thông đường bộ, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nắm vững các quy định khi tham gia giao thông. Đồng Tháp có tổng đàn heo lớn thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau tỉnh Tiền Giang, và tỉnh đang từng bước phục hồi tỷ trọng của ngành chăn nuôi heo, tăng hơn 10% so với năm 2019. Theo kế hoạch của Quỹ ban nhân dân tỉnh, việc tái đàn heo gắn với tái cơ cấu chăn nuôi sau dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2020-2025, phải có ít nhất 30% số hộ chăn nuôi lớn, tối thiểu từ 50 con đối với heo sinh sản và 100 con đối với heo thịt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Từng bước phục hồi tỷ trọng của ngành chăn nuôi sẽ phấn đấu giá trị sản xuất hàng năm là 2.352 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2019. Về nguyên tắc tái cấu trúc đàn heo ở địa phương, Mỗi cơ sở chăn nuôi được thực hiện tái đàn với tổng số lượng khoảng 10%, tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở có quy mô trên 100 con heo ở một thời điểm hoặc nuôi không quá 10 con đối với cơ sở có quy mô từ 100 con trở xuống. Song song chuyện tập trung tái đàn heo trong dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến cáo ngành chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ số heo tái nuôi trong khoảng thời gian ít nhất là 30 ngày đầu thả nuôi. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hai hội đồng gồm hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp cấp tiểu học và hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp cấp trung học. Hai hội đồng này có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp cấp tiểu học và cấp trung học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đúng quy định tại Thông tư số 33 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương và báo cáo kết quả thẩm định tài liệu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.